tiếp tục cái thứ hai. Thứ hai là mình muốn sửa cái logo này thì mình vào cái giao diện nè, chọn là tùy biến. Để vô mình sửa logo. Nè, nó có logo với cái nút gọi này. Là mình vào giao diện tùy biến. À, trời, mình muốn ghi cái chữ, cái dòng chữ này là ghi đâu? Này hả? Ờ, khi mình kích vô nó hiện lên. À, chút nữa từ từ để xong chỉ cho sửa logo. Rồi bấm vô cái header. Rồi chọn cái logo. Thì đây là cái logo của mình. Mình remove, mình up cái logo mới xong bấm nút xanh thì lưu lại. Rồi, ở bên này là có cái nút số điện thoại này nè. Thì mình muốn sửa nó, mình chọn này là button bên đây. Đó, bên đây là có số điện thoại này, ấm mình sửa nó lại. Xong rồi bấm nút xanh đây là luôn. Còn cái này chính là cái menu này. Nên mình không cần phải sửa. Xong mình chỉ sửa cái này với cái này thôi. Sửa xong hết rồi bấm lưu lại, xong rồi bấm nút ít thoát ra. Đó, thoát ra ngoài. Mình mà muốn sửa dòng chữ trên đây nè. Mình bấm vào chỉnh sửa này nè. Bấm vào chỉnh sửa trên đây nè. Khi mình đăng nhập admin này mới có thanh này. Đã xóa cái logo đó giùm em. Logo nào? Để bữa nào anh thấy luôn. Khi nào có mình vô mình thấy. Có video mình nhớ mình thấy đó. À, mình kéo xuống dưới đây. Bấm cho cái chỉnh sửa này nè. Đây là cái tiêu đề này nè. Chính là tiêu đề phía trên này của mình đánh nè. Đó, em muốn mà đổi lại thì cứ vô đây đổi cái này. Đó, thì ở đây là mình đánh sao là chỗ này. Mình muốn sửa lại mình sửa lại. Mình tự động chỗ đó nó sửa theo. Tiêu đề sale á. Tiêu đề sale á, xong bấm cập nhật. Đó, xong. Đó. Rồi bên đây có nút gọi nè, thì ta bấm vô gọi á. Mình muốn sửa nút đó, bấm vô chữ này. Cái tin này. Rồi. Rồi cái này thì mình ở đây đánh số điện thoại vô. Ví dụ như mình mà thích thêm cái chế độ như là nhiều chế độ khác thì nó có phone, tin nhắn và messenger, muốn thêm Zalo nữa thì chọn cái thứ ba. Và cái trên là chỉ có số điện thoại thôi. Ví dụ thêm Zalo đây, đây là Facebook của mình thì mình vô cái Facebook của mình á, xong rồi mình lấy cái mình lấy cái link á, mình dán vô chỗ này là khi người ta bấm vô biểu tượng này nó nhảy vô trang của mình nói chuyện với mình là cái tới luôn Facebook. Rồi. Làm bốn cái. À, làm bốn cái thì cái này sau này mình có cái link á, dán vô xong rồi bấm nút sale lại, bấm là ok, cái ra ngoài là nó còn nút là nó tại cái là chúng ta bốn nút. À. Nếu mà làm này làm bốn nút, nếu mình thích thì mình chỉnh lên, có khi nào muốn về một nút thì mình về. Chờ xíu nó lớn nè, hào bốn nút nè, cái nói này bấm vô này qua Zalo của mình. Xíu xong chưa? Chắc vậy. À, cái gì đang lên mạng có điện thoại. Rồi, đó, bấm sale nè, cái mình ra ngoài mình coi ha. Rồi mình muốn kết nối này thì bấm vô này, đó, tự động kết nối qua Zalo cho mình. Cái này là Facebook, khi mình đưa link vô á, là bấm vô này nhảy vào Facebook. Này là tin nhắn điện thoại, với này là nút gọi. Nếu mà trên máy tính mình có chức năng gọi thì bấm hai nút này sử dụng được. Nếu có chức năng cũng có phần mềm là gọi được. Đó. Phần cuối cùng là mình bấm vô giao diện và chọn quay ghét, đó là sửa cái chân trang phía dưới cuối cùng nè. Kéo chốt cái mình bấm vô cái là quay ghét màu. Thì ở đây đó, bấm sổ nó ra thì có thông tin liên hệ nè. Đây là cái cuối trang á, đây là thông tin liên hệ. Ở đây là người ta sợ tên, người ta bấm đăng ký là nó gửi email bên này cho mình. Tổng cộng thì nó lại là